chắp tay nguyện cầu cùng kính thành tâm. Anh Nô, sao anh đi theo tôi? Cũng cả cậu về đi, ông chủ cho lên thành phố đâu. Thế bây giờ anh còn định quản tôi thay cả ông thầy tôi nữa? Nhưng mà tôi không muốn cậu bị ông chủ đánh mắng đâu ấy. Bây giờ ấy, anh mà không đi về ấy, là lấy được tôi đánh mắng anh đấy. Nhưng mà cậu... Thôi, bây giờ đi về đi. Có gì tối nay bạn tôi sang chơi thì cứ đi về chuẩn bị nhá. Dạ, vâng ạ. Đấy, các bạn thấy không? Có ai đi xem bói mà con mang theo cả bố mẹ đi cùng không? Sen tàn khúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà san xuân. Chẳng gì bằng dầu đầu năm đi gieo quẻ, xem câu chuyện tình duyên năm mới. À, nhưng không được để cho cha mẹ thấy, và cả lũ bạn kẻo lại bị chê cười. Ơi, bà đi đâu? Đi rồi. Tôi đi xem bói mà. Đi. Đi rồi. Chỉ là tôi đi xem bói mà. Đi xem bói. Xem bói. Thế tôi cả bốn đi là đi. Trăm năm trong cõi người ta, chú tài chú mệnh, đó là ghét nhau. Nhà thầy ạ. Thầy chào các con. Mới trước ấy. Mấy cậu còn chưa đi chưa? Tôi. Thầy chào con. Chào thầy ạ. Con khấn đi. Con lạy vua Từ Hải, con lạy vãi giác duyên, con lạy tuyên thị kiều. Hôm nay cho con hỏi về con đường quan lộ của con ạ. Trăm năm trong cõi người ta, chứ tài chứ mệnh, khéo là ghét nhau. Ui, con tên là gì nhỉ? Tên là Tài ạ. Ui, con có chắc là con muốn theo con đường học hành giữa đàn làm quan không? Đúng hơn, đó là mang ủ bố mẹ con, không phải con ạ. Bà về rồi đấy à? Thế hôm nay có bán được nhiều cá không? Không ông ạ, nỗi niềm tưởng đến mà đau, chẳng ai ăn cá, một thau còn đầy. Cứ như này thì sống sao hả ông? Tôi chỉ mong thằng Tài nhà mình sau này đỗ đạt thôi mà. Gia tiên nhà mình chỉ trông cậy vào thằng Tài. Mong có ngày dòng họ Nguyễn sẽ trở thành nền phú hậu bậc tài danh. Chứ làm nghề bán cá nhà mình thì làm sao mà ngẩng mặt lên với thiên hạ. Hôm nay hoặc ngày mai thôi là có kết quả thi hương của nó rồi ông ạ. Ừ, mong là kết quả sẽ như ý. Đã sinh ra số long đong, còn mang lấy kiếp thi trưởng được sao? Con chẳng thấy u ạ. Con về rồi đấy hả? Con vừa đi đâu về thế? Thế con đã nghe ngóng được tin tức gì về kết quả thi chưa? Con vừa sang nhà thằng Tèo chơi, kết quả thi chắc chưa có đâu thầy ạ. Ừ, mẹ cha ta tựa cửa hôm mai, tin xương luống những giày trong mai chờ. Thầy U thật lòng mong con đỗ đạt thành tài, làm rạng danh tổ tiên. À. Mỗi ngày đi bán cá, U chỉ cầu nguyện cửa hàng buôn bán cho may, đủ tiền nuôi con ăn học, sau này thoát cảnh vất vả. Nhưng mà thưa U, công việc nào cũng có cái vất vả riêng mà. Nhưng đỗ đạt làm quan, cái vất vả không giống như việc ngồi ngoài trời, ngoài chợ. U là nói chí phải. Con đã quen với nuôi cá của U, sau này lớn, nếu công thành thanh toàn, con về nhà bán cá khu cũng được mà. Con thấy công việc này vẫn giúp gia đình sống tốt đấy chứ. Sao con lại có suy nghĩ như thế? Con nói vui vơ thôi. Thôi, con còn nấu cơm mẹ. Chào đấy U.
Chết rồi, mình phải nói sao với Tây U bây giờ? Cậu phải xem điều cậu thực sự muốn, điều cậu thực sự mạnh là gì, cậu Tài ạ. Dạ vâng, cảm thầy ạ. Đến lượt anh ấy, bỏ đi. Chào cậu, cậu bỏ đi. Con lạy vua Từ Hải, con lạy vãi Gia Truyền, con lạy tiên cứu kiều, cho xin khỏe về tương lai con trên thành phố ạ. Nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều, xăm xăm đèn nhỏ, lam kiều lần sang. Hẳn cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu. Đúng ạ. Nhưng mà nó lại không được dễ như vậy. Ê, còn sừng vải, đất ruộng với nghiệp thương lái là anh để cho ai? Cái đấy là của cha tôi, không phải là của tôi. Anh Phố, công việc nhà còn chất chồng, anh về nhà ngay cho tôi. Cháu chào bác ạ. Vâng. Rồi lại làm sao nữa? Hai cho con mới về mà thằng mè hề với nhau này. Bà hỏi thằng con quý tử của bà ấy, làm ăn thì không làm ăn, cứ ngày ăn chơi lêu lổng với thằng bạn vô lại, rồi còn hát hò nữa. Bạn con không xấu, chúng nó nghèo đâu nha, chúng nó xấu. Thôi con ơi, một điều nhịn chín điều lành, con kiệm lời. Anh còn dám cãi tôi à? Tôi nghe thấy hết rồi, biết tảo. Anh thích lên thành phố chứ gì, sao lại làm nghề sướng ca vô loài ấy, có ích gì đâu. Cha đừng có nói về ước mơ của con như thế. Ngày nào cũng đọc Kiều, tấm tắc khen đàn Kiều hay, rồi còn làm thơ vịnh khóc thương cho Kiều. Đây này tôi còn giữ thế này. Cái gì mà vương sầu khúc gảy điệu thương tang, phận bạc đời mang khổ tiếng đàn, hương sắc úa nhầu tơ phím nát, gió mưa rời ra nhụy hoa tàn. Thế mà con đang muốn đàn muốn hát, ông lại cấm. Thôi, kệ hai mẹ con nhà bà. Quan trọng là con muốn đến đâu. Thầy bói cho con với ạ. Mời con. Con lạy vua Từ Hải, con lạy vãi Gia Truyền, con lạy tiên thì kiểu cho con xin một quẻ bói về tình duyên. Sự đâu sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ, hai về vẹn hai. Quả đúng thầy ơi. Đúng. Quả đúng là như vậy thầy ạ. Bố mẹ con không ngờ đọc những chuyện tình cảm của con cả. Này nhìn quen lắm, không phải thằng chính làm vừa đúng không? Dạ, không, đúng rồi ạ. Mày, đi về đây cho U.
Ông nó ơi, ra đây mà xem này, con Như nó có người yêu, mà khổ nỗi người yêu của nó là thằng chính là vườn, ông ra đây mà ông xem này. Ôi, con gái tôi đâu, ra đây xem nào. Ui dồi ôi, có bị làm sao không? Sao lại dại dột như thế? Sao lại đi yêu thằng đấy làm gì? Con yêu chàng ấy thật lòng mà thầy. Nhưng mà thằng đấy có tài cán gì đâu, thầy dặn con luôn mà. Chàng ấy đối xử con rất tốt. Thầy nói 1-1-2-2. Thầy định ta con sao? Loa 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 loa, chiêng làng chiêng trà, thượng hạ tây đông. Con gái Nho Cẩn tên là Ái Như, đến tuổi lấy chồng mở hồi kén rể. Mời các chàng trai văn võ song toàn hãy đến ứng thí. Loa 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 loa. Cho ta hỏi thì lúc nào mà cử ứng thí? Vào giờ Tuất canh năm ngày kia. Loa 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 loa. Con gái ta là lá ngọc cảnh vàng. Hôm nay ta mở hội kén rể này là để tìm người chồng phù hợp cho con gái của ta. Hãy thể hiện tài năng của các ngươi qua việc Kiều. Hãy cho ta thấy vẻ đẹp của Kiều. Đúng không ạ? Thưa cha, con xin phép được Việt Kiều ạ. Như xem trang trọng khoác vời, khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nang, thần thái kiểu diễm đoan trang, vinh hoa phú quý luôn theo bên mình. Nàng đẹp rực cháy lung linh, đôi môi âu yếm cho ta siêu lòng. Xa nàng ta mãi ngóng trông, gần nàng ta thấy tâm lại an nhiên. Ta buồn chợt hóa người điên, thế gian chỉ có mình nàng hiểu ta. Con cảm ơn. Hay quá. Như đẹp như nước nên thành, ai rồi cũng phải tranh giành như thôi. Kiều, à, chỉ dành cho tôi đôi môi hồng hào của nàng, lòng tôi làm trôi muộn phiền. Là người con gái thương hiền, đã gặp phải người nhiều tiền như ta, là ăn mặc thì cũng hôi thôi, giờ chỉ và còn hôi nách thì ta vẫn còn. Kiều là con gái đầu lòng, dung nhan tuyệt đẹp trắng trong tâm hồn, sắc sảo mặn mà tấm son. Nói về tài sắc lại là phần hơn, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Vẻ đẹp tuyệt mỹ hơn tranh, bao người say đắm nhưng không siêu lòng. Tốt. Giờ chúng ta sẽ đổi đến Đỗ Kiều. Ai xem trang trọng khác vời, xuân trăng để nặng nét ngài nở nang. Vẫn xem trang trọng khác vời, khuôn trăng để nặng nét ngài nở nang. Tốt. Nguyên người quanh quất đâu xa, họ gì tên nào vốn nhà trong anh? Nguyên người quanh quất đâu xa, họ kim tên trọ vốn người vốn nhà trong.
chuyện chi cân sắc cân tài, giờ lâu ngã giá mua người bao nhiêu? Chuyện chi cân sắc cân tài, giờ lâu ngã giá mua người. Thưa cha, ra ngoài 400 ạ. Được rồi, câu cuối cùng, ai trả lời được câu này thì sẽ giành được con gái của ta. Vương quan mới dẫn gần xa, nàng tiên, nàng ấy xưa làm nghề chi? Vương quan mới dẫn gần xa, đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Rồi, ta chọn người. Hội kiến rể lần này, thầy đã tìm được cho con người chồng thích hợp rồi. Cậu Quyền, con trai của Phú ông, vừa có tài và vừa có sắc, rất hợp với gia đình nhà mình. Có người con gái ăn học thì đến nơi đến chốn. Đau đớn thay phận đàn bà, lời dặn bạc mẹ cũng là lời chung. Con đã bảo là không cưới người con yêu rồi mà, thầy có hiểu không? Nhưng mà con phải hiểu là thầy muốn tốt cho con. Thầy thật sự thương con không vậy? Thầy thương con hay để con cưới người mà con yêu đi? Không được, chuyện này chưa đến lượt con quyết định. Chuyện của con là như vậy đấy ạ. Ừ. Thế thì vẫn là quá khủng chuyện. Thế thì vẫn là câu chuyện con muốn đi đâu. Đúng rồi ạ. Dạ con thấy thầy con không có cơ hội gì cả. Quả đúng thầy ơi, chẳng có kẻ nào tiêu diêu tự tại hơn thế. Đúng rồi thầy ạ. Quản tù thì ra cái gì ra cái này. Quản tù thì ra cái gì ra cái này. Này nhá, tại câu đố của cậu khó thôi chứ tớ ấy cũng hơi bị giỏi đấy. Đúng rồi đấy, tớ cũng hơi bị giỏi đấy. Cậu chỉ cãi là nhanh, nhưng mà được cái là Phú lúc nào cho bọn tớ đồ ăn nên cứ coi Phú là người bạn tốt nha. Ơ, sao cứ cả khiển người ta thế nhở? Chứng minh cậu thông minh bằng giải đố kiểu đó. Trời luôn. Câu này hơi dễ ẩn nha. Đầu lòng hai ả tố Nga, ai là cô chị, ai là cô em? Ờ, cậu chơi xấu thế, chả dễ gì cả. Eo ơi, câu này tớ còn biết ý, chính tỏ cậu chả giỏi giang gì rồi. Ờ, sao cậu lại như thế, cậu phải bênh tờ chứ. Đâu phải ai cũng thông minh xuất chúng như hai đứa chúng nó. Lâu lâu bạn Phú không biết thì câu này dễ nhân kẹo ý. Thôi, cậu khác đi. Thế bây giờ câu này dễ nhất luôn nhá. Cậu không trả lời được nữa thì bỏ tớ hít le cậu luôn. Ừ, tớ đồng ý. Vâng, câu trả lời của bạn là gì? Trăm năm trong cõi người nào có hai chữ khó ghép vào với nhau. Ủa, con bò này, câu này con bò nào tớ không biết này. À, câu này tớ biết này, là chữ tài với chữ mộng đúng không? Xem ra bạn Phú cũng thật thông minh đấy. Không phải chữ mộng đâu mà là chữ mạnh, chữ mạnh ý. Đúng rồi. Các cậu Tuấn bắt nạt tớ ơi. Thôi, chơi trò gì khác đi. Hay là bây giờ chơi đuổi bắt nhá. Ola Messi. Tài. Mẹ tôi. Mẹ đã bảo con bao nhiêu
gần rồi, đừng có chơi với mẹ con nhà vô quà đấy phải không? Em đã nói với chị rồi, rằng những giống bơ thờ quen thân, con mày chẳng phải thiện nhân, chẳng phường trốn chúa thì chẳng quân lộ chồng, ra tuồng mèo mả gà đồng, ra tuồng lúng túng trả xong bề nào, đi về! Các bạn ơi! Các bạn ơi! Mẹ ơi! Tiều, về rồi hả con? Mẹ, tại sao con lại không bảo bố? Con lại hỏi vậy? Mẹ, cái cô nhà ấy như bảo là tại mẹ mà con không chơi các bạn. Tại sao con không chơi các bạn? Mà con thân với nhau lâu lắm rồi cơ mà. Cô đó nói đúng đó, con đừng dây dưa với những đứa trẻ đó nữa. Mẹ, con không biết mẹ với cô làm sao mà con chỉ có ba người bạn thân đó thôi. Người ta đã khinh thường mình mà con cố chấp như vậy à? Tại mẹ hết! Tại sao con không được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn chứ? Đến người bố cũng không có. Tèo, con không được nói như vậy. Con có một mái nhà, có cơm ăn áo mặc đầy đủ rồi. Mơ ước cao sang như vậy để làm gì? Họ cũng đâu có tôn trọng mình đâu. Mà các bạn ấy có ý tốt với con. Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Số phận của con người không ai được lựa chọn hết, nhưng con đường tương lai còn dài, đó là mới là thứ quan trọng. Con phải biết mình muốn gì, trở thành ai, xuất thân không quan trọng đến vậy đâu. Nhưng mà tại sao mình lại khó khăn hơn các bạn? Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Ông trời đâu bao giờ thiên vị bất kỳ ai. Mình khổ thì họ cũng có cái khổ của riêng họ mà. Vâng ạ. Chim rừng nghe kinh. Tiều, giờ này mà con có thức hả con? Con có mệt đấy, không? Đấy, bảo con không mệt đâu mẹ. Tiều, mẹ chẳng mong chế khoa gặp hội trường văn. Tiều, con mẹ chiếm bảng xuân một ngày, nên con không cần quá lo tâm khổ tứ vào việc học đâu. Con không học để thi đỗ làm quan, vì con học thì con thích mẹ. Khi học nó không phân chia giai cấp, giàu, nghèo. Những người chăm chỉ hơn thì sẽ thành công hơn những người lười biếng. Còn tương lai? Con cũng chưa biết nữa. Chỉ ít hiểu biết nhiều hơn thì sẽ có những lựa chọn thông minh. Con mẹ như chàng kim, phong tư tài mạo tốt vời. Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Hãy làm điều mà con muốn nhé. Vâng thưa mẹ. Để có hôm nay, tan sương đầu ngõ đến mây giữa trời, hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 dặm xưa. Nhưng mà xưa nay thiên định thắng thiên cũng nhiều. Thế là nãy giờ thầy đã bói gì cho mình chưa ấy? Cậu ngốc quá. Ngốc lắm luôn thế. Cậu thấy bạn là cuộc đời của cậu ấy là cậu phải tự đi mà quyết định. Hiểu chưa? Rồi, cảm ơn. Thiện căn ở tại lòng ta. Hiểu chưa? Thiện căn ở tại lòng ta, chứ
chữ tài mới được, à chữ tâm mới được bằng ba chữ tài. Lời quê chắc nhặt rông dài, mô vui mới được một vài chống canh. Chống canh.